Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 191, Trưởng bối. Bùi Tiếu nghe lời này, lòng tràn đầy vui mừng, đang chờ không kịp muốn gặp bà Đồng Yến. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cảm thấy cực kỳ không thỏa đáng. Hắn là nhớ thương Yến Tam Hợp, nhưng đây là chuyện riêng tư, không thể nói ra được yến tam hợp người ta mặc dù không thèm để ý những thứ này nhưng dù sao cũng là một cô nương mình khốn nạn thì không sao nhưng thanh danh của cô nương nhà ngươi ta không thể phá hỏng được đỗ y vân ai nói ta nhớ nàng ấy nàng từng giúp ta một việc ta chỉ đi cảm ơn người ta thôi thì ra là thế đỗ y vân cắn môi yêu kiều dịu dàng nói minh đình ca ta dùng từ không đúng huynh đừng để ý được rồi đại nam nhân không so đo với cô nương. Ngô thị trừng mắt nhìn bùi tiếu. Người đâu, mời Yến cô nương tới, nói phu nhân muốn xin lỗi chuyện hôm qua với nàng. Mẫu thân, tuyệt đối không thể. Tạ chi phi lên tiếng ngăn cản. Tính tình của nàng. Sắc mặt ngô thị trầm xuống. Ai cũng có thể ngăn, chỉ có lão tam là không thể ngăn. Trưởng bối nhận lỗi với vãn bối, tư thái này đã đủ thấp rồi. Lão tam ngăn cản là sợ mình ăn nàng sao? Tạ Chi Phi liếc nhìn sắc mặt mẫu thân, quay đầu dặn dò nha hoàn chạy đi. Đi mời Yến cô nương tới, lúc mời thái độ cung kính một chút. Vâng, tam gia. Nha hoàn nhanh nhẹn chạy đi. Tính cách của Yến cô nương thế nào vậy, huynh nói cho ta nghe thử đi. Đỗ Y Vân hơi ngẩng đầu, ngây thơ hồn nhiên hỏi. Tạ Chi Phi thản nhiên liếc nhìn Đỗ Y Vân, nói với Ngô Thị. Nàng tính tình lạnh lùng, không thích nói chuyện đợi lát nữa lại chọc mẫu thân không thoải mái. Ngô thị thở phào nhẹ nhõm, giận dữ nói. Ta là trường bối, có thể so đo với tiểu bối nàng ư. Tam ca yên tâm. Ánh mắt đỗ y vân mềm nhũn, giọng nói dịu dàng. Ta cũng sẽ cẩn thận. Tạ chi phi chi cười, không nói lời nào. Một khắc đồng hồ sau, Yến Tam Hợp mặc một thân sim y màu xanh, cực kỳ thuần khiết đi tới, phía sau còn có lý bất môn đi theo. Lý bất ngôn mặc một bộ áo dài nam nhân, tóc buộc lại, anh khí bức người, trên trán còn có một tầng mồ hôi mỏng. Ngô thị nhìn thấy thì khẽ nhíu mày. Một hạ nhân, nam không nam, nữ không nữ, còn thể thống gì? Thức ăn bầy ở noãn các, trên một cái bàn tròn nho nhỏ, năm người ngồi rất rộng rãi. Một nồi canh vịt hầm hồng sâm từ lục ra mang đến đặt ở chính giữa, đang bốc hơi nóng. Nhà hoàn múc bát thứ nhất, đặt trước mặt tam gia. Tạ tam gia theo thói quen bưng đến trước mặt ngô thị. Mời mẫu thân ăn trước. Ngô thị vỗ vỗ tay nhi tử. Y vân sai người hầm mấy canh giờ, hầm nát nhừ, con ăn thêm mấy chén đi. Tam hợp, người cũng ăn nhiều một chút. Yến tam hợp thản nhiên nói. Không cần, Yến tỷ tỷ, tỷ còn giận muội không? Đỗ Y Vân cắn cắn môi. Lần trước muội không biết tỷ là ai, cho nên thái độ hơi tệ, tỷ đại nhân đại lượng, đừng so đo với ta yến tam hợp ngươi không đáng để so đo khóe mắt đỗ y vân đỏ bừng tay cầm thìa của ngô thị khượng lại mày hơi nhíu tạ chi phi cực kỳ tinh mắt vội dùng chân đá đá bùi tiếu phu nhân tam hợp sợ nóng hồng sâm tính nóng cho nên nàng không thể ăn bùi tiếu quay đầu nói với đỗ y vân tủi thân gì nữa nói thế chứng tỏ người ta không để ý chuyện này rồi đó đỗ y vân khịt mũi Ai nói ta tuổi thân, ta chỉ cảm thấy áy náy trong lòng. Ngô thị cười cười hòa giải. Tam hợp, đừng so đo với đỗ nha đầu, nàng nhanh mồm nhanh miệng, nhưng tâm địa không xấu. Liên quan quái gì đến ta? Yến tam hợp nhướng mí mắt, hời hợt nhìn tạ chi phi một cái, ngay cả. Ừ. Cũng lười ừ một tiếng, cúi đầu dùng cơm. Ngô thị đụng phải cái đinh mềm, trong lòng không thoải mái lắm cô nương thì nên giống như Đỗ Y Vân, mặt nóng miệng ngọt, như vậy mới đáng yêu. Nhưng lại ngại Yến Tam Hợp là người nhà ngoại của lão phu nhân, cũng biết nha đầu này tính tình lạnh lùng, con trai nhà mình lại từng cố ý dặn dò, nên cũng chỉ cười cho qua. Ngô Thị nhìn con trai, ý bảo hắn gắp thức ăn cho Đỗ Y Vân. Tạ Chi Phi coi như không nhìn thấy, Ngô Thị đành phải tự mình động thủ. Đỗ Y Vân chợt cười tươi như đóa hoa, nhẹ nhàng cắn miếng mó sen ngô thị gấp cho nàng, khen. Chua chua ngọt ngọt, ngon hơn đầu bếp nhà chúng ta nhiều. Ăn ngon thì ăn thêm hai miếng. Ngô thị sợ mình làm quá mức rõ ràng, lại gấp một đũa thức ăn vào trong đĩa yến tam hợp. Chuyện trong nhà đều thỏa đáng rồi, về sau cứ yên tâm ở đây, coi tạ phủ như nhà của mình mình. Yến tam hợp quét mắt nhìn đồ ăn ngô thị gấp tới, thản nhiên nói. Ăn không nói, ngủ không nói, phu nhân ăn cơm đi ngô thị sửng sốt quay mặt nhìn con trai ý là bảo bà câm miệng hà còn nữa không cần gấp thức ăn cho ta yến tam hợp lấy nấm trong đồ ăn ra ta không ăn cái này tay cầm đũa của ngô thị run lên sắc mặt cực kỳ khó coi tạ chi phi không tiện nói rõ dáng vẻ ăn cơm của yến tam hợp xưa nay vẫn thế chỉ có thể đá đá bùi tiếu bùi tiếu cười nói phu nhân người mặc kệ nàng ta đi Nàng ta ăn cơm lúc nào cũng thế. Minh Đình ca, sao huynh biết rõ vậy? Đỗ Y Vân cười híp mắt hỏi, huynh và Yến tỷ tỷ từng cùng ăn cơm sao? Chuyện lúc nào vậy? Kể ông chứ." Bùi Tiếu trực tiếp liếc mắt, "Ăn cơm đi bà cô, đừng tò mò quá mức." Trên đường Minh Đình về kinh thành, vừa khéo gặp Yến Tam hợp. Tạ Chi Phi cười nhạt, "Ba chúng ta cùng đi theo đại ca trở về." Đỗ Y Vân liếc mắt, đưa tình nhìn Tạ Chi Phi vẫn là tam ca tốt với muội không giống minh đình ca hỏi huynh ấy gì cũng không kiên nhẫn cả bùi tiếu thầm cười gần. ta thiếu kiên nhẫn ư ta là sợ bà đồng yến chê ngươi phiền thôi tạ chi phi cũng thầm cười gần, không phải giải thích cho ngươi nghe ta là sợ nương ta hiểu lầm yến tam hợp và bùi minh đình thôi trong lúc nhất thời noãn các an tĩnh lại ngoại trừ tiếng bát đũa ra thì không còn nghe thấy gì khác tạ chi phi nhìn yến tam hợp cúi đầu ăn cơm lại nhìn mẫu thân thần sắc ảm đạm đột nhiên có loại cảm giác mình bị kẹp ở giữa trái phải đều chẳng biết làm gì kỳ quái sao ta lại có cảm giác này nhỉ hắn tự hỏi lúc này có nha hoàn mang theo hộp thức ăn đi vào đại phu nhân nói nghe phu nhân ăn cơm ở đây cố ý dặn phòng bếp thêm vài món ra lệnh cho nô tỳ đưa tới ngô thị cười híp mắt nói Đại phu nhân có lòng rồi, mang lên đây hết đi. Ba món ăn nóng hổi vừa dọn xong, nha hoàn trong phòng lão phu nhân lại mang theo hộp thức ăn đi vào. Nói lão phu nhân thấy món rau trộn măng sợi hôm nay rất nhẹ nhàng khoan khoái, mời Yến cô nương, Đỗ cô nương và Bùi đại gia nếm thử. Ngô thị cảm thấy rất có mặt mũi, lập tức sai người bỏ mấy món ăn nguội đi, đưa đồ ăn của lão phu nhân mang lên. Các chủ tử ở gian trong dùng cơm các nha hoàn thì ở gian ngoài trông coi. Lý Bất Ngôn không biết nói câu gì, chọc cho bọn nha hoàn cười khanh khách. Tiếng cười truyền vào trong, Ngô thị khẽ nhíu mày. Đỗ Y Vân nhìn thấy thế thì trong lòng khẽ động, cố ý làm bộ thờ ơ. Yến tỷ tỷ, sao tỷ lại cho phép tỷ nữ của mình mặc xiêm y nam nhân, đúng là chẳng ra thế thống gì. Chương 192, tiểu bối. Ăn còn không bịt miệng được ngươi sao? Yến tam hợp nhướng mí mắt, thật sự không muốn để ý đến người này. Yến tỷ tỷ, người từ nơi khác đến, có chút quy củ không hiểu, nữ tử quê phòng chúng ta, quan trọng nhất chính là thanh danh. Dáng vẻ của Đỗ Y Vân vừa ngây thơ vừa chân thành. Ở trong viện của mình mặc y phục nam nhân, thì không ai nhìn thấy thì không ai nói gì, nhưng đã ra bên ngoài thì còn phải chú ý một chút, đừng để cho người ta chê cười. Mặt Yến tam hợp thản nhiên. Chê cười cái gì? Mỗi lời nói cử chỉ của Nha Hoàn đại biểu cho chủ tử. Nha Hoàn thông minh lanh lợi, người bên ngoài sẽ không khen Nha Hoàn, chỉ khen chủ tử nàng. Ngược lại, Nha Hoàn không có quy củ, người bên ngoài cũng sẽ không nói Nha Hoàn, chỉ nói chủ tử nàng không có quy củ. Đỗ Y Vân thở dài thật sâu. Yến tỷ tỷ bây giờ đang ở nhờ tạ phủ, có đôi khi ít nhiều phải suy nghĩ cho tạ phủ, không thể phá hỏng thanh danh thư lễ thế gia của tạ phủ được. Đỗ Y Vân đỗ y vân tạ chi phi và bùi tiếu cơ hồ đồng thời kêu lên đỗ y vân mở to hai mắt to trong veo như nước hoảng sợ nói sao vậy ta nói sai sao tạ chi phi bùi tiếu thưa phu nhân ta có nói gì sai sao thần sắc trong mắt đỗ y vân gần như từ hoảng sợ biến thành cầu xin ta là vì tốt cho nàng mà về sau nếu như nàng ở lâu trong tạ gia đấy thì chính là nửa người của tạ gia không sai không sai Ngô thị vội vàng chấn an nói. Con là đứa trẻ ngoan, đừng khóc, đừng khóc nữa. Đỗ Y Vân là đứa trẻ ngoan, như vậy, vậy đứa trẻ hư chính là ta nhỉ? Ngô thị nói một câu, khiến ngọn lửa cất nửa ngày trong lòng Yến Tam Hợp chợt bốc lên. Vốn dĩ thang viên đã dọn đồ ăn ra xong, chờ lý bắt ngôn luyện công xong, rửa tay sạch sẽ thì đã được ăn cơm. Con vịt quay bùi minh đình đưa tới quả thật thơm ngào ngạt, cô ngửi thấy còn có hơi thèm định nếm thử. Ai ngờ ngô thị phái người tới gọi nàng ăn cơm, còn nói đỗ cô nương, tam gia, bùi gia bọn họ đều đang chờ. Yến tam hợp căn bản không để ý tới đỗ cô nương, tam gia, bùi gia, nàng khó từ chối là vì câu. Muốn xin lỗi. Của ngô thị. Cho nên, Lý Hứt Ngôn còn chưa thay xem y đã phải vội vàng đi theo nàng tới đây. Nếu ăn phận ăn một bữa cơm thì không sao, thế nhưng đỗ y vân lại cứ trái một vở kịch phải một vở kịch theo tính tình của yến tam hợp thì đã sớm gác đũa rời đi nhưng hôm nay là ngô thị làm chủ nếu như nàng gác đũa vậy thì sẽ làm mất mặt ngô thị ngô thị hôm qua mới mất mặt xong hôm nay lại mất mặt sao ta lại mềm lòng thành như vậy rồi chứ yến tam hợp đặt đũa xuống đứng lên lạnh lùng nói ta ăn no rồi bốn vị từ từ dùng Đỗ Y Vân tốm lấy cánh tay cô, nước mắt rưng rưng, muốn rơi nhưng không rơi được, điềm đạm đáng yêu nói không nên lời. Yến tỷ tỷ, là ta nói sai, tỷ đừng nóng giận, đừng nóng giận mà. Giả vờ mãi không mệt sao? Yến tam hợp khẽ vung tay, nào biết Đỗ Y Vân ngã về phía sau, sau đó. Ai ra? Một tiếng, cả người ngã ngồi dưới đất. Cú ngã ai? Tất cả mọi người ngây dài. Tạ Chi Phi vội vàng đưa mắt nhìn Bùi Tiếu, Bùi Tiếu lạnh lùng lắc đầu, ngại quá huynh đệ, trận này Bồ Tát cũng cứu không được rồi. Ngô Thị cuối cùng vẫn nhìn không được quát lớn. Yến luôn nương, đang yên đang lành ngươi lại làm gì thế hả? Nhà hoàn nghe nhi của Đỗ Y Vân nghe thấy động tĩnh thì lao vào. Tiểu thư, tiểu thư làm sao vậy? Nước mắt Đỗ Y Vân ào ào, nghiến răng lại, không chịu nói chữ nào. Nghe nhi tức giận ngừng đầu yến luôn nương sao lại ước hiếp người khác như vậy lúc này lý bất ngôn cũng đi vào đang muốn nói chuyện thì yến tam hợp lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái lý bất ngôn ngoan ngoãn ngậm miệng lại yến tam hợp đi tới trước mặt độ y vân từ trên cao nhìn xuống khẽ nhíu mày ngay khi mọi người cho rằng cô muốn nói gì đó thì cô khẽ người sự kinh diễm trong n cười này không thể che giấu được sự khinh bỉ trong nụ cười này cũng không che giấu được. Sau đó, nàng xoay người nhìn Ngô Thị, Ngô Thị bị sự lạnh lùng trong mắt nàng dọa cho nhảy dựng. Chân như huyên, tử đạo biên, khúc như câu, phản phong hầu. Yến tam hợp đanh mặt, bình tĩnh nói. Thông là nhĩ thức, minh là nhãn thức, hai thứ này, ta hy vọng người có thể có được. Dứt lời, nàng xoay người rời đi, bóng lưng thẳng thắn vô tư, ung dung thoải mái ngô thị căn bản nghe không hiểu tam nhi nàng nàng nói cái gì thế nàng đang nói người chính trực không có kết cục tốt mấy người tà ác lại hưởng hết vinh hoa phú quý nàng nói người tuy có tai và mắt nhưng chỉ nhìn thấy bề mặt nhưng không nhìn thấy bên trong tạ chi phi không trả lời ngô thị giờ phút này mắt hắn nóng tâm cũng nóng nhưng sâu trong đại não cảm giác kỳ lạ đang muốn phá đất chui ra giờ phút này hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao mình phải ngăn mẫu thân không đi mời yến tam hợp rồi không phải sợ yến tam hợp chọc mẫu thân không thoải mái mà là sợ mẫu thân giống như ngày hôm qua chọc yến tam hợp không thoải mái kỳ quái sao ta lại sợ yến tam hợp không thoải mái chứ hắn lại tự hỏi mình yến tam hợp phất ống tay áo rời đi không quay đầu lại lý bất ngôn có đi theo không ư nếu đi thì nàng không tên là Lý Bất Ngôn nữa. Hay cho một đóa hoa sen trắng thịnh thế, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar cũng không thể diễn như cô được. Thật sự là loài hoa chiến trong đám hoa sen. Dưới bầu không khí này, Bùi Đại Nhân còn có tâm tư hỏi một câu. Cái đó, hoa sen trắng là gì? Hoa sen trắng ư? Lý Bất Ngôn mỉm cười. Nam nhân các ngươi không hiểu đâu, chỉ nữ tử chúng ta mới hiểu thôi. Sao, ai đọc ngôn lù nhiều chắc biết. Bạch Liên Hoa đó à? Em dịch thuần Việt ghê, há há, ai không hiểu thì tự Google nha, cái này trên Google đầy. Bùi tiếu nghẹn họng, Lý bất ngôn. Nhưng nói đến quy củ, nhất là quy củ của con nhà thế gia, Bùi đại nhân cũng chưa chắc hiểu được. Bùi tiếu lại nghẹn họng. Nam nữ 7 tuổi không ngồi chung, Bùi đại nhân tìm hiểu đi, nữ tử không ra khỏi cửa, Bùi đại nhân tìm hiểu đi. Lý bất ngôn đảo mắt, nhìn về phía Đỗ Y Vân. Hôn nhân đại sự, mệnh của phụ mẫu, lời của mai mối, bùi đại nhân tìm hiểu đi. Bùi đại nhân lúc này cảm thấy. Lý bất ngôn, bản lĩnh chỉ tăng mắng về này ngươi học từ mở ba của ta đó à? Ừ, học giỏi lắm. Sắc mặt độ y vân trắng như tờ, quả thực muốn khó coi bao nhiêu thì khó coi bấy nhiêu. Người ấy, đừng há miệng ra là nói người khác, tự ngẫm lại bản thân mình đi. Sống lưng của mình không thẳng còn đi lo chuyện bao đồng của người khác, chật, châu bò như vậy, sao không lên trời ở luôn đi? Lý bất ngôn đảo mắt, nhìn nghe nhi. Đúng rồi, tiểu thư nhà ta nếu như muốn ước hiếp tiểu thư nhà ngươi, thì ta cam đoan với Phật tổ, tiểu thư nhà ngươi chắc chắn đến khóc cũng không thể khóc được. Cho nên, tất cả mọi người im lặng, dĩ hòa vi quý đi. Nói xong, nàng thoải mái quay người lại ở trong ánh mắt hoảng sợ kinh ngạc của mọi người, thong thả bước đi nhàn nhã tự tại ra ngoài tính cách tam hợp lạnh lẽo lười tính toán với mấy người nhưng lý bất ngôn ta thì không thể vì đều là nữ nhân nên bà đây chỉ nói miệng thôi đó nếu đổi thành nam nhân coi thử bà cô này có thể đào hết phần mộ tổ tiên nhà bọn họ lên đấy lý bất ngôn chờ ta một chút ta đi cùng ngươi bùi tiếu vừa kêu lên vừa ném ánh mắt cho tạ chi phi huynh đệ xin lỗi Tình huống này khó coi quá, ta chuẩn trước đây. Chương 193, đội. Trong noãn các yên lặng. Tạ Chi Phi nhắm mắt lại, đè nén rất nhiều cảm xúc trong lòng xuống. Người đâu? Đám nha hoàn bên ngoài nơm nớp lo sợ đi vào. Vâng, thưa tam gia. Diều đỗ cô nương đi rửa mặt, chuẩn bị xe ngựa, lát nữa ta tự mình đưa đỗ cô nương về phủ. Tam ca, Đỗ Y Vân nghẹn ngào nói không nên lời. Giọng tạ Chi Phi rất dịu dàng. Không còn sớm nữa Y Vân, phụ mẫu trong nhà đều đang đợi, về trước đi. Ta nghe lời Tam ca. Đỗ Y Vân tủi thân khịt mũi, đỡ tay nghe Nhi đi vào phòng rửa mặt. Tạ Chi Phi cười với Ngô Thị. Mẫu thân, cơm cũng ăn rồi, cãi nhau cũng cãi rồi, giải tán đi. Tam Nhi. Thần sắc Ngô Thị có hơi thấp thòm. Bà vừa cảm thấy Đỗ Y Vân nói không sai vừa lo lắng yến tam hợp sẽ chạy đến chỗ lão phu nhân để mách. Tạ Chi Phi thầm thở dài một hơi. Con người chia làm ba bảy loại, trong lúc này thiếu cái gì, chỉ nhìn cách nói chuyện hay làm việc là biết. Tính tình của nương như thế, nếu không phải có lão phu nhân che chở, hắn và đại ca, đại tẩu âm thầm giúp đỡ thì sao có thể đấu lại vị nhị phòng kia. Nàng không phải người như vậy. Nói xong câu này, Tạ Chi Phi không quay đầu lại mà rời đi. Ngô Thị sững sờ tại chỗ. Yến Tam Hợp là người như thế nào? Tại sao Tam Nhi lại biết rõ ràng như vậy? Trên con đường mòn lát đá xanh, Lý Bất Ngôn đuổi theo Yến Tam Hợp, thấp giọng nói. Người nói đúng, trong đại trạch có quá nhiều khúc khuỷu, chúng ta chờ vụ án có chút manh mối đá rồi rời đi, Ngô Thị này quá ngu xuẩn. Yến Tam Hợp hỏi. Bạch Liên Hoa rốt cuộc là cái gì? Mặc kệ là cái gì, dù sao Đỗ Y Vân đúng là như thế. Lý Bất Ngôn cười nói. Sau này cách xa cô ta ra một chút, với nhân phẩm của ngươi thì đúng là đấu không lại. Không phải ngươi không tốt, mà là nam nhân đều sẽ xót thương cho cô ta. Không bao gồm ta, Lý Bất Ngôn. Bùi tiếu đuổi theo, cúi đầu nhìn sắc mặt Yến Tam Hợp. Ta chưa bao giờ thương xót cô ta. Bùi đại nhân lại không bị bạch liên hoa mê hoặc. Lý bất ngôn dùng cánh tay huyết huyết bùi tiếu nói nghe thử vì sao đi xí ai theo nói cho ngươi nghe bùi gia ta là nói cho bà đồng nhà ta nghe đỗ y vân quen biết với chúng ta từ nhỏ từ nhỏ nàng ta đã muốn làm tam phu nhân tạ phủ từ nhỏ ta đã không hợp với nàng yến tam hợp không đậm không nhạt à một tiếng không nói tiếp nữa không tò mò sao yến tam hợp bùi tiếu cười xấu xa lưu manh cơm chưa ăn no lại được xem một vở kịch lát nữa ngươi mời ta ăn cơm ta kể nguyên nhân vì sao nàng không thể làm tam phu nhân cho ngươi nghe, ngươi thấy được không? Không thể làm. Trong lòng Yến tam hợp chấn động. Nhìn ngô thị thân thiện nhiệt tình với Đỗ Y Vân như thế, hẳn là coi nàng như con dâu rồi. Rốt cuộc là tình huống gì nữa? Được. Yến tam hợp đáp cực kỳ sảng khoái. Sảng khoái đến mức bùi đại nhân có hơi không dám tin vào lỗ tai mình. Trở lại tĩnh tư cư, Yến tam hợp dặn dò thang viên hâm thức ăn nóng bưng lên. Đồ ăn khác có thể hâm nóng, nhưng vịt quay thì không thể hâm lại được. Ăn vào trong miệng chẳng còn mùi vị như ban đầu, bùi tiếu tiếc hùi hụi. Hắn không tiếc bạc mà tiếc tấm lòng của mình đối với Yến Tam Hợp, lại bị trò khôi hài này trà đạp. Thang viên, ngươi vào trong viện chờ đi. Vâng. Cửa đóng lại, bùi tiếu đặt chung trà xuống, nói. Phụ thân của Đỗ Y Vân, Đỗ Kiến Học cũng coi như một đời chữ nghĩa, bây giờ làm tới chức quan lễ bộ thượng thư, tả đạo chi vừa bước vào quan trường, đã ở dưới môn hạ của hắn. Có thể nói như vậy, tả đạo chi có địa vị như ngày hôm nay, ngoại trừ bản lĩnh của hắn ra, thì sự dìu dắt của Đỗ Thượng Thư cũng rất quan trọng. Đỗ Y Vân là con gái út của Đỗ Kiến Học, ai cũng nói con trai út được cưng chiều, nhưng Đỗ Kiến Học lại cưng chiều con gái út hơn, Yến Tam Hợp người biết vì sao không? Nói. Nhìn đi, ý trung nhân của ta đúng là cá tính. Lời ít ý nhiều. Bởi vì Đỗ Y Vân thông minh, 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi đi học, 8 tuổi đã có thể làm thơ, là tài nữ nổi tiếng kinh thành, Đỗ Kiến học dạy dỗ nàng như một nam nhi. Lý bất ngôn thầm nghĩ, có thể làm bạch liên hoa, phần lớn đều là tài nữ. Tạ ngũ thập khi còn bé, dáng vẻ rất tinh xảo, đẹp đẽ, hơn nữa vì sinh non nên hay bị bệnh, ai ra, phải hình dung sao nhỉ là một mỹ nhân yếu đuối. Bùi tiếu nói tới đây, chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười. Có một lần tả phủ mở tiệc chiêu đãi, có một tên khốn lửa mỹ nhân yếu đuối đến nơi không có người để ức hiếp, Đỗ Y Vân nhìn thấy thì trực tiếp cầm lấy một viên gạch đập qua. Lý bất ngôn. Không ngờ Đỗ Liên Hoa lúc nhỏ lại đáng yêu thế. Đúng vậy. Bùi tiếu lườm nàng một cái. Khi còn bé là mỹ nhân yếu ớt vui vẻ đi theo sau mông Đỗ Y Vân chơi trái một câu vân muội muội, phải một câu vân muội muội. Không biết vì sao, Yến Tam Hợp nghe vậy có chút không thoải mái, lạnh lùng hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó, Tam gia chúng ta chết đi sống lại. Chết đi sống lại, Yến Tam Hợp, lúc hong đồ ở quan dịch ta từng nói với ngươi, lúc đó hắn bệnh sắp chết rồi bị ta khóc đến sống lại đó. Ta nhớ rồi, ngươi nói tiếp đi. Từ đó về sau hắn đã bắt đầu phấn đấu, cả ngày rèn luyện sức khỏe, còn mời sư phụ này, sự phù kia. Về sau thân thể rèn luyện rắn chắc, giá người cũng cao lên, sức lực cũng lớn hơn ta. Bùi tiếu. Về sau thì biến thành đỗ y vân vui vẻ đi theo sau mông hắn, trái một câu tam ca ca, phải một câu tam ca ca. Lý bất ngôn nghiêng đầu, làm ra biểu cảm ói mưa. Yến tam hợp nhịn cười. Thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, chàng có tình, thiếp có ý, hôn sự này sao lại không thành. Hỏi hay lắm. Bùi Tiếu quyết định cho mình thêm chút kịch. Đây không phải là bởi vì ta sao? Ngươi thầm mến Vân Muội Muội hay là thầm mến Tam Ca Ca? Lửa giận trong mắt Bùi Tiếu sộc lên. Lý Bất Ngôn, con bà nó ngươi câm miệng cho ta. Lòng hiếu kỳ của Lý Bất Ngôn bị khơi gợi. Vậy ngươi nói mau đi. Bùi Tiếu lấy ngón tay chấm nước trà, viết một chữ trên bàn, hán. Đỗ Kiến Học mấy năm nay rất thân thiết với người này. Lời nói tương đối huyền truyền, Yến Tam Hợp cũng đã hiểu. Bùi Tiếu và Tam Gia ở bên đảng Thái Tử, Đỗ Kiến Học lại là đảng Hán Vương, không cùng đường thì không thể thân với nhau được. Đỗ Kiến Học từng có ân với Tạ Đạo Chi, Đỗ Y Vân có tình với Tam Gia. Phần ân tình này bày ra trước mặt, khiến cho hôn sự của Tạ Chi Phi và Đỗ Y Vân tiến không được, lùi cũng không xong, nên cứ rằng co như vậy mãi. Yến Tam Hợp dường như tùy ý hỏi. Tạ đạo chi thì, hắn có ý kiến gì không? Tạ bá. Giọng bùi tiếu kéo dài, cũng không nói tiếp. Yến tam hợp nhìn bùi tiếu, lại không biết tầm mắt bùi tiếu vẫn luôn đặt trên người nàng. Ánh mắt vừa chạm, Yến tam hợp cảm thán nói. Tạ đạo chi đúng là một lão hồ ly. Ánh mắt bùi tiếu nhìn nàng sáng lên, vui mừng nghĩ. Cá tính gì gì đó đều là thứ yếu, mấu chốt là thông minh, có lợi cho con cháu đời sau của ta. Yến Tam Hợp đã hiểu, Lý Bất Ngôn lại còn hồ đồ. Tả đạo chi làm sao? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 194, Tả Hiểu. Yến Tam Hợp không thể không nói rõ một chút. Tối chúng ta ở chùa Huyền Trang đã gặp được mấy nhóm người. Lý Bất Ngôn. Hai nhóm, Tả Tam Thập là một nhóm, Thái Tôn là một nhóm. Yến Tam Hợp. Chúng ta đi theo xe ngựa của Thái Tôn, chân thân. Ở lại chùa Huyền Trang, theo tạ tam thập về kinh đồng từ lý bắt ngôn dừng lại một lát Đệt, tạ tam thập và cha hắn tạ đạo chi đều đứng về phía thái tôn đứng về phía thái tôn cũng có nghĩa là đứng về phía thái tử tạ gia là đảng thái tử rõ ràng ta còn có một câu hỏi lý bắt ngôn giơ tay lên như một học sinh khiêm tốn thỉnh giáo bùi đại nhân là âm thầm hay công khai cô nương ạ à, gì mà cô không dám hỏi nữa không? Bùi Tiếu trong lòng thầm nghĩ, may mà ta cũng rất thông minh. là âm thầm. Lý bất ngôn nhíu mày. Tại sao lại là âm thầm? Công khai không tốt sao? Dù sao cũng danh chính ngôn thuận mà. chuyện này. Bùi Tiếu trong lòng tự hỏi, ta phải trả lời như thế nào đây? Yến Tam hợp nói tiếp. vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Lý bất ngôn. vấn đề gì? Yến Tam hợp lười nói lòng vòng nói rõ hoàng đế rất không hài lòng thái tử, tạ đạo chi vì tự vệ, nên không thể dính vào cả hai bên, đối với con trai hay hôn sự của hắn đều giữ thái độ không ủng hộ, không phản đối. Lý bất ngôn lắc đầu. Nghe rất giống một tên cặn bã. Không cặn bã thì sao hắn có thể leo cao như vậy, ngồi vững như vậy? Yến tam hợp thầm cười gần một tiếng. Lý bất ngôn dùng cánh tay huyết bùi tiếu. Vậy thái độ của tam gia đối với Đỗ Y Vân thế nào? sao chạm vào người ta mãi thế tỉnh ngay lý gian nương tử ta còn ở bên cạnh nhìn kia bùi đại nhân vội rụt cánh tay về cách lý bất môn thật xa tam gia có thái độ gì với đỗ y vân thì ngươi phải hỏi tam gia ta có phải run đũa trong bụng hắn đâu hắn treo đỗ y vân như vậy còn cặn bã hơn cả cặn bã yến tam hợp trả lời dứt khoát bùi đại nhân kỳ quái nghe nàng mắng tạ ngũ như vậy sao trong lòng ta lại cảm thấy rất sảng khoái nhỉ? Bánh xe lăn trên con đường đá xanh, vang lên tiếng lộc cộc. Trong xe ngựa, Đỗ Y Vân hai mắt đầy tình cảm, hai má như xuân xanh nhìn nam tử đối diện. Hắn cúi thấp đầu, cánh tay tùy ý khoác lên bàn, ngũ quan tuấn tú quyên rũ muốn chết. Trên đời này có hai loại nam nhân, một loại là khi còn bé xinh đẹp kiều diễm, nhưng đến lúc lớn thì lại hỏng tướng, trở nên phai mờ một loại khác là khi còn bé thì rất bình thường sau khi lớn lên trải qua năm tháng lắng động thì càng ngày càng xuất chúng tam ca của nàng thuộc về vế sau tạ chi phi nhận ra đỗ y vân đang nhìn mình sau khi đánh bản thảo trong lòng thì ngẩng đầu lên y vân vâng lần này ta bị bệnh rất nguy hiểm chú trì chùa huyền trang chính miệng nói với ta một chữ khó tam ca khóe mắt đỗ y vân đỏ lên tìm một gia đình tốt gả đi đừng đặt tâm tư lên ta nữa. Giọng tạ chi phi rất nhạt. Chậm chế vì ta thế này, không đáng. Tam ca. Lòng bàn chân độ y vân lạnh toát. Muội căn bản không quan tâm huynh có thể sống bao lâu, nếu thật sự quan tâm thì đã không chờ nhiều năm như vậy rồi. Huống chi, người nghèo sinh bệnh, còn có thể dùng sâm già kéo dài vài năm, tạ ra và đỗ ra cũng đâu có kém, ít nhất cũng có thể sống được 50 năm chứ. Tạ chi phi lắc đầu. Đỗ y vân, ta chỉ coi muội là muội muội. Lời này ta đã nói với muội từ rất lâu rồi, không chỉ một lần, đúng không? Có phải bởi vì Yến Tam Hợp kia không? Không liên quan gì đến nàng ta cả. Tạ Chi Phi nhìn cô, trong mắt sóng ngầm mãnh liệt dâng trào. Muội về nói với bá phụ nói một tiếng, nói Tam gia ta xin lỗi ông, Tạ gia xin lỗi ông. Hơi thở độ Y Vân nghẹn lại, nước mắt lập tức ào ào chảy xuống. Tam ca, tình cảm của chúng ta nhiều năm như vậy, mình cần gì phải nói tuyệt tình như vậy? Đó là bởi vì... Tạ chi phi gần từng chữ. Nếu không nói tuyệt tình như thế thì chính là hại muội. Dừng xe. Xe ngựa dừng lại, hắn nhảy xuống xe, suy nghĩ một chút, lại thò đầu vào. Nhớ truyền lời ta cho phụ thân muội nghe, có một số việc hỏi thử, suy nghĩ thử thì sẽ hiểu thôi. Tam ca. Đỗ Y Vân biến sắc, gần từng chữ hỏi. Ta hỏi lại lần nữa, là bởi vì Yến Tam Hợp phải không? Tạ Chi Phi nhìn sâu vào mắt cô. Ta lặp lại lần nữa, không phải. rèm hạ xuống. Người trong rèm bỗng dưng nhếch môi lên, trong mắt nào còn có nước mắt gì, lạnh lẽo đen tối sâu thẳm, lạnh lẽo đến đáng sợ. Người ngoài rèm thần sắc thản nhiên thả lòng, tiếp nhận dây cương chu thanh đưa tới, xoay người lên ngựa, đạp gió mà đi. Tạ chi phi quất mạnh roi ngựa, ngựa chạy càng lúc càng nhanh. Chu Thanh nhạy bén nhận thấy được cảm xúc của gia mình không đúng lắm, cũng quất roi ngựa đi theo. Hai con ngựa, một trước một sau, chạy vào bốn con hẻm. Tạ Chi Phi đột nhiên siết dây cương, móng ngựa dơ lên cao, xoay vài vòng tại chỗ, ngừng lại. Tạ Chi Phi từ trên lưng ngựa đứng lên, tung người nhảy lên bức tường cao. Ra. Trong đầu Chu Thanh. ầm ầm. Nổ tung. Tạ Chi Phi ngồi xuống đầu tường, ánh mắt dừng trên gốc cây bên tường. Chẳng biết từ lúc nào, mầm non nhô ra trong ngày xuân đã biến thành lá cây, xanh biếc, hiện ra chút sức sống. Nhưng nhìn xuống, thì giật cả mình. Toàn bộ thân cây đều bị cháy đen như mực, bong chóc nứt ra, giống như một ông lão sắp chết, cả người phải dựa vào lớp da kia trông đỡ. Ngày xưa, cây này không như vậy. Nó cao lớn tráng kiện, lá cây rậm rạp, gió thổi qua nghe xào xạc. Nơi này là nơi bí mật của hắn và muội muội. Hai người thường xuyên len lén leo lên cây, thân thể nho nhỏ ẩn ở trong cành lá, để không ai tìm thấy được họ. Sau đó, nàng ngồi, hắn đứng. Nàng ôm chặt lấy chân hắn, hắn một tay vịn cành cây, một tay ôm đầu nhìn ra ngoài bức tường cao. Mau nói đi, hôm nay trong hẻm có nhiều người không, có người gánh hàng rong hay không? Không có. Vậy thì có cái gì? Có một đại nương tử xinh đẹp đang đi bộ. Đẹp lắm à, có đẹp hơn mẫu thân chúng ta không? Dù sao cũng đẹp hơn muội. Muội sẽ mách phụ mẫu, nói huynh nhìn lén cô nương nhà người khác, trừ phi. Huynh nói ta đẹp, ừ, 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 muội im nhất, chẳng thật lòng gì cả. Cô lắc chân hắn, hung tợn nói. Trịnh hoài tả, huynh xuống đây, đến lượt muội. Đúng vậy, hắn đã từng là trịnh hoài tả, chết dưới đao của người áo đen. Năm ấy hắn 8 tuổi, vừa mới biết múa một bộ đao pháp của Trịnh gia. Hắn có một muội muội sinh đôi tên là Trịnh Hoài Hiểu. Tác giả đặt tên kiểu sao sao? Hai huynh muội mặc dù cùng một nương sinh, nhưng tính tình lại chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Hắn vui vẻ hoạt náo, muội muội lại thích yên tĩnh. Hắn yêu võ, nhìn thấy sách đã đau đầu, muội muội thích văn, nhìn thấy đau thương côn bồng thì vội trốn thật xa một năm bốn mùa hắn chẳng ho một tiếng muội muội thì là một con ma bệnh cứ hai ba ngày lại bệnh một lần một chén cơm hắn và ba miếng là hết muội muội thì chỉ ăn nửa bát nhai kỹ nuốt chậm thế nhưng vẫn dư lại miếng cuối cùng miếng còn lại đó là lời lang trung dặn tỳ của muội muội yếu chỉ có thể ăn no sáu phần ăn nhiều hơn một phần thì dạ dày chịu không nổi sẽ đau rất lâu muội muội cũng không thể ăn nhanh một miếng cơm phải nhai đủ 6636 cái mới có thể nuốt xuống. Muội muội còn không ăn được nấm, chỉ cần ăn một miếng thì sẽ nổi mẩn, ngứa ngáy khó chịu. Thân thể bệnh tật, ăn ít cơm nhưng lại trèo cây rất nhanh, hắn thường cười nhạo muội muội là mèo tinh đầu thai. Chương 195, Đỗ gia. Lần đầu tiên gặp Đỗ Y Vân là vào lúc hồn phách Trịnh Hoài Tả vừa mới rơi vào trên người Tạ Tam gia còn chưa biết hết tất cả mọi người đã mơ mơ hồ hồ bị người khác lừa vào trong vườn lúc viên gạch đỗ y vân đập tới hắn không cảm thấy gì cả nhưng câu nói kia của nàng lại khiến hắn hồn phi phách tán không được chúng ta phải trốn đi trốn ở đâu mau lên cây đi một khắc kia tim hắn chợt ngừng đập đại ca chúng ta trốn lên cây đi lại trốn ư muội nghe nha hoàn bên ngoài viện nói hôm nay nghiêu nhị ở đầu phố tây cưới nương tử phải đi qua bốn ngõ hẻm bọn họ nói nghiêu nhị kia cao chừng hai thước một bữa có thể ăn năm chén cơm rất cường tráng muội muốn xem ư muốn chứ muội lớn thế này còn chưa từng nhìn thấy tân lang lần nào cả mà đi lên cây ca ca ở phía sau đỡ một chút đi không phải muội không sợ ngã sao không đỡ thì thôi lát nữa muội ngã thì huynh sẽ không có muội muội không còn ai viết văn vẽ tranh giúp Huynh đâu, đến lúc đó thì ngồi mà khóc. Ừ, ừ từ ta khóc đây. Huynh nhìn kìa, Huynh lại không thật lòng nữa rồi. Nàng xoay người, dáng vẻ già dặn. Cha nói, với nhân xử thế phải chân thành, không thể hư tình giả ý. Hắn liếc nàng một cái, thầm nghĩ, ông trời ơi, có thể nhét nha đầu này vào trong bụng rồi đổi một đệ đệ khác cho hắn hay không? Nhà đầu này làm hắn phiền muốn chết rồi. Tạ Chi Phi hái một chiếc lá cây bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai, sự chua chát trong miệng tràn ra, đồng thời nước mắt cũng chậm rãi chảy khỏi từ khóe mắt. Ông trời ơi, ông có thể thu hồi linh hồn của ta, đổi lại thành muội muội không? Thật ra muội ấy không hề phiền, muội ấy rất ngoan. Dưới bờ tường, Chu Thanh ngửa đầu nhìn sườn mặt im lặng của gia, nội tâm thấp thỏm nói không nên lời. Mỗi lần ra đi qua bốn con hẻm, mỗi lần đi qua gốc cây khô này, đều dừng lại nhìn vài lần, có đôi khi vài lần còn chưa đủ, còn ngơ ngác nhìn mãi như vậy, giống như bị ma nhập vậy. Một năm, hai năm, ba năm, bảy năm, tám năm, chín năm. Chỉ một thứ mà nhìn chín năm vẫn chưa đủ sao, Chu Thanh thật sự không hiểu vì sao, nhưng hắn biết một điểm, trong lòng ra có một bí mật liên quan đến gốc cây khô kia. Ra, không còn sớm nữa, nên về thôi. Tạ Chi Phi giật mình hoàn hồn. Đi, đi nhận lỗi với lão gia nào. Hả? Vì sao? Tạ Chi Phi nhảy khỏi bờ tường, xoay người lên ngựa, nhếch môi cười với Chu Thanh, nhìn như tên lưu manh không tim không phổi. Ta nói hết lời với đỗ ra rồi, lỡ như người ta tìm tới cửa, thì phải có cha ta ra mặt bảo vệ chứ. Chu Thanh Tạ Đạo Chi hôm nay uống hơi nhiều rượu, sau khi hồi phù thì trực tiếp đi mộc hương viện. Liễu Di Nương vừa sai người chuẩn bị nước, vừa sai người đi nấu canh giải rượu, bản thân thì tự cởi ngoại bào cho lão ra. Ai cũng nói mỹ nhân dưới ánh đèn, càng nhìn càng đẹp. Tạ đảo chi mượn hơi rượu, ôm eo Liễu Di Nương, vừa định làm gì đó, thì chợt nghe gã sai vặt bên người gọi. Lão ra, tam gia ở thư phòng chờ ngài. Có việc gì ngày mai hãy nói, kêu nó nghỉ ngơi sớm một chút. Tam gia nói không đợi được ngài, thì ngài ấy không có tâm tư nghỉ ngơi. Tiểu súc sinh này, đúng là vô pháp vô thiên. Tạ đạo chi mắng thì mắng, nhưng cũng chống người ngồi dậy, sửa sang lại xiêm y rối loạn, nói với liễu di nương. Ta đi một lát rồi về, ta đợi lão ra. Giọng liễu di nương rất dịu dàng. Tạ đạo chi vừa đẩy cửa thư phòng ra thì giật mình, đứa con trai đang quỳ thẳng trên mặt đất. Con làm gì đó, dưới đất lạnh lắm, đứng lên mau đi. Tạ chi phi thẳng cổ, không nhúc nhích, tạ đạo chi nhìn hắn một lát, thở dài nói. Đứng lên nói chuyện, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, thì ta không đánh con. Tạ chi phi lúc này mới đứng lên, kể lại hết thầy chuyện xảy ra hôm nay ở noãn các của mô thị cho hắn, không thêm chút mắm muối nào. Cha, tuổi tác của cô nương rất quý giá, trên đường con đưa đỗ y vân về đã nói rõ ràng với nàng, cũng bảo nàng nói với đỗ bá phủ một tiếng, tạ ra chúng ta có lỗi với hắn. Tạ Đạo Chi nghe đến đó, thì trong lòng trầm xuống. Mối hôn sự này, hắn vốn giơ hai tay hai chân tán thành, đưa mắt khắp kinh thành, thì chẳng có nữ tử nào xứng với lão tam hơn Đỗ Y Vân. Hắn thậm chí còn từng thượng lượng với lão phu nhân là chờ lão tam 18 tuổi, chờ đỗ ra cô nương đến tuổi cập kê thì sẽ lo liệu cho hai người. Ai ngờ 4 năm năm trước, đỗ kiến học lại thân thiết với hán vương. Nếu chỉ thân thiết thôi thì không sao, thế nhưng Đỗ Kiến Học còn có ý lôi kéo hắn, nhiều lần lời trong lời ngoài thăm dò. Một thái tử, một hán vương, chỉ cần đứng sai đảng thì tạ ra sẽ vạn kiếp bất phục. Tạ đảo chi không có cách nào khác, chỉ có thể giả ngu mà thôi. Hôm nay lão tam từ chối đỗ y vân, cũng có nghĩa là tạ đảo chi từ chối sự lôi kéo của đỗ kiến học, ngày sau. E là khó ở chung. Trong đỗ phủ, đỗ kiến học đấm mạnh vào bàn sách khi người quá đáng, lão gia ơi, ông phải làm chủ cho nữ nhi chúng ta. Chính thất lâm thị căm hận nói. Một con quỷ đoàn mệnh, vân nhi nhà chúng ta để mắt đến hắn đã là tạo hóa của hắn, phải chi hắn đánh giám sớm một chút, thì vân nhi sẽ không uổng phí mấy năm nay. Đỗ kiến học lạnh lùng nhìn chính thất một cái. Bà ra ngoài, ta có chuyện muốn nói với Vân Nhi. Ông và con gái có chuyện gì không thể nói trước mặt ta. Lâm thị cả giận nói. Lúc trước nếu không phải ông dung túng cho nữ nhi, còn nói tả ra là gia đình thi lễ, tạ chi phi thanh niên tài tuấn, thì nó có thể bị ức hiếp đến mức này sao? Đỗ kiến học tức muốn hộp máu. Nữ tử tóc dài, kiến thức hạn hẹp, bà biết cái dám gì. Nương, người đi ra ngoài trước đi. Đỗ y vân khóc nói. Cha thương con như vậy, nhất định sẽ giúp con làm chủ thôi. Con ấy. Lâm thị chọc chán nữ nhi. Dò chúc múc nước công giá tràng, tội gì chứ? lúc trước nếu chịu nghe lời nương an an ổn ổn nương đừng nói nữa đừng nói nữa đỗ y vân khóc càng lớn thôi 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 cũng không biết nương đây là vì ai lâm thị lau nước mắt oán hận đẩy cửa rời đi thư phòng chỉ còn lại hai cha con đỗ kiến học ho khan một tiếng chậm rãi nói con có biết vì sao ta đồng ý cho con với tên quỷ đoàn mệnh tả lão tam không đỗ y vân khóc nói Cha biết trái tim con gái đặt ở chỗ huynh ấy. Đây là điểm thứ nhất, nhưng không phải quan trọng nhất. Quan trọng là, cha muốn dùng con để lôi kéo tả ra. Đỗ Y Vân chợt mở to hai mắt, không thể tin được lời này là từ trong miệng cha ruột mình nói ra. Vân Nhi, vị trí lễ bộ thượng thư của ta làm sao đứng vững được? Đỗ Kiến học ánh mắt lấp lánh nhìn nàng. Nếu không có hán vương âm thầm giúp đỡ thì với tuổi của cha ngươi, làm thêm vài năm nữa cũng phải lui rồi vậy tại sao Hán Vương phải ra tay giúp ta? Đỗ Y Vân hỏi. Vì sao? Đỗ Kiến học lạnh lùng cười. Đó là bởi vì phía sau cha, có một tạ đạo chi. Chương 196, Bất Nhân. Tạ đạo chi vừa mới bước vào quan trường, quả thật là đi theo Đỗ Kiến học hắn, cũng quả thực đi lên bằng sự nâng đỡ của hắn, nhưng vẫn không tránh được việc trò giỏi hơn thầy. Mười năm trước, vào ngày tạ đạo chi và nội các, lúc đó hắn đố kỵ muốn đỏ mắt nội các là nơi thế nào chứ nơi gần thiên tử nhất lại là trung tâm quyền lực của cả đại hoa quốc tạ đạo chi không chỉ đi vào mà còn vững vàng ngồi ở đó nếu như chỉ có mình tạ đạo chi hắn thì không sao thế mà còn có một trường từ tiền đồ rộng lớn tạ nhi lật xuất thân từ khoa cử mặc dù không lọt vào bảng nhưng nhờ tạ đạo chi âm thầm giúp đỡ mà bước vào hàn lâm viện là một hiệu đối của Học viện Hàn Lâm bình thường. Không phải tiến sĩ không vào Hàn Lâm, không phải Hàn Lâm không vào nội các. Bố cục của tạ đạo chi rất sâu xa, dụng ý cũng rất rõ ràng, là muốn cho con trai trong tương lai có thể giống như hắn, ngồi vững vàng ở vị trí đại thần nội các. Lại nhìn qua đỗ ra hắn, thanh danh nhà đại nho đương thời đúng là dễ nghe, nhưng có lợi ích gì chứ? Chẳng có chút thực quyền nào cũng chính bởi vì không có thực quyền chức quan của mấy đứa con trai hắn cũng không thuận lợi người bên ngoài nhìn không rõ nhưng trong lòng đỗ kiến học rất rõ ràng cũng chính bởi vì trong lòng biết rõ ràng nên khi hán vương đưa cảnh ô liu tới cho dù cảnh ô liu này có độc thì hắn cũng không thể không tiếp lấy được đã nhận lấy thì phải báo đáp cho chủ tử tâm tư của chủ tử thế nhân đều biết đó là muốn kêu thái tử xuống ngồi lên vị trí cao nhất thế gian. Nhưng thái tử là đích tử, hết thảy đều danh chính ngôn thuận, thứ chủ tử có thể dựa vào chỉ là sự thiên vị của bệ hạ và sự ủng hộ của trọng thần mà thôi. Tạ Đạo Chi chính là một trong những trọng thần trong mắt chủ tử. Đỗ Kiến Học không cho rằng lôi kéo Tạ Đạo Chi sẽ quá khó khăn, thứ nhất hắn không phải là người quên gốc. Thứ hai là hai nhà qua lại rất tốt chỉ cần làm thành thông gia thì tạ đạo chi dù không muốn đứng về phía Hán Vương, thì cũng vô hình chung trở thành người của Hán Vương. Ta ba lần ám chỉ, tạ đạo chi cũng không tiếp lời, ta đã biết chuyện này không ổn lắm. Đỗ kiến học thở dài. Cho nên cha mới mắt nhắm mắt mở dung túng chuyện của con và tạ tam gia. Đỗ y vân nghe đến ngây người, nước mắt cũng quên chảy, trên trán đổ một lớp mồ hôi mỏng. Nàng chưa từng nghĩ tới hôn sự của mình lại còn liên lụy đến tranh đấu triều đình, nàng vẫn cho rằng phụ thân chỉ đơn thuần chiều nàng thương nàng mà thôi. Vân Nhi à, con đừng trách cha. ở thân phận địa vị gia tộc của chúng ta không có việc gì là đơn giản, đừng nói cưới gả, dù là đưa quả lễ tết cũng phải chú ý rất nhiều. Đỗ Kiến Học, việc này ta giấu nương và mấy ca ca của con hết. Con thông minh, nên cha không giấu con, trong lòng con tự biết tính toán. Cha, chân tướng người nói con đã rõ ràng rồi đỗ y vân nghiến răng nghiến lợi con chỉ là nuốt không trôi cơn tức này cha con thì có thể nuốt xuống sao nếu năm đó tả đạo chi không có ta thì hắn có thể có hôm nay sao đỗ kiến học đảo trong mắt con đi nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ nhiều nữa nương con nói đúng vì một con quỷ đoản mệnh không đáng là không đáng nhưng trái tim đã trao đi rồi nói thu lại là có thể thu được sao đỗ y vân ra khỏi viện tiểu thư nghề nhi đỡ lấy nàng chúng ta về viện thôi. đỗ y vân lạnh lùng nhìn cô. chín năm, ta thương hắn chín năm, không phải một câu xin lỗi là có thể xong việc. nghe nhi, tiểu thư định làm gì bây giờ? đỗ y vân nghiến răng nghiến lợi. ta có dự định. điều tạ chi phi nói hôm nay tám chín phần mười là vì con tiện nhân kia. trong phòng, đỗ kiến học đặt bút xuống, chờ mực nước khô thì nhét thư vào trong phong, kêu lên. người đâu? tâm phúc đẩy cửa vào lão ra thư này cần phải tự tay giao cho hán vương vâng cửa lại đóng vào đỗ kiến học đi tới đầy cửa sổ ra ánh mắt u ấm nhìn về phía xa thật lâu sau hắn cười gằn một tiếng tả đạo chi ơi tả đạo chi người bất nhân vậy thì cũng đừng trách ta bất nghĩa thời tiết nóng bức ban ngày theo bóng đêm thâm trầm càng ngày càng nhạt đi lúc tạ chi phi đến gần Bùi Tiếu đang bắt chéo chân hóng mát trong phòng. Sao ngươi còn chưa về? Hắn nhíu mày. Bùi Tiếu cười híp mắt nói, "Không về, ta ngủ ở đây, đêm nay chúng ta cùng trò chuyện." "Tổ tông, ta làm việc cực khổ ở nha môn cả ngày, được mỗi buổi tối nghỉ ngơi thôi mà ngươi cũng đến làm phiền nữa, ngươi tha cho ta đi, được không?" Bùi Tiếu theo y vào nhà. "Ta đã nói với ngươi chuyện bà Đồng Yến, càng không muốn nghe." Tạ Chi Phi đẩy hắn sang bên cạnh tự mình đi vào phòng tắm. Chu Thanh, thần bị nước, ra muốn tắm rửa, cả người đầy mồ hôi rồi. Sao lại không muốn nghe, huynh đệ ngươi lần đầu tiên động lòng xuân, trừ ngươi ra thì còn nói được với ai ấy hả? Bùi tiếu theo vào, mang qua một cái ghế, không chút xấu hổ ngồi xuống bên cạnh thùng gỗ. Thập ngũ, ta vừa mới nghiêm túc suy nghĩ một lát, ta và nàng ngoại trừ ra thế không xứng, thì những thứ khác đều rất xứng. Vậy sao? không cảm thấy tạ chi phi nghiến răng nghiến lợi bùi tiếu ngồi nhìn tạ chi phi cởi quần áo ta cảm thấy nếu như chuyện này thành thì còn phải đào ra chân tướng thực sự của nàng nữa tay cởi quần áo của tạ chi phi dừng lại đáy mắt lạnh lẽo đáng sợ tại sao lại nói như vậy hôm nay trên bàn cơm nàng nói hai câu với mẫu thân ngươi ngươi còn nhớ rõ không tạ chi phi đi tới cúi đầu nhìn hắn từng chữ đều nhớ trực như huyền, tự đạo biên, khúc như câu, phản phong hầu. Bùi tiếu cười hề hề. Đỗ Y Vân xuất thân như thế, đọc sách nhiều như vậy, nhưng có thể nói ra lời như vậy hay không? Người nói xem, có thể hay không? Đáp án rõ ràng, Đỗ Y Vân không thể. Cho nên, tạ chi phi hỏi. Cho nên, bà đồng yến này tuyệt đối không phải tiểu thư con nhà bình thường. Bùi tiếu dương mắt liếc hắn. Đào ra thân phận của nàng, tìm được thân phận thực sự của nàng, sau đó ta có thể cầu hôn với họ như thế là có hy vọng rồi hay lắm không hề ngốc còn tính đến mức đó trong mắt tạ chi phi là vòng xoáy sâu không thấy đáy suy nghĩ của ngươi rất tốt vậy nhanh lên đi đừng trì hoãn moi thông tin chi tiết của nàng ta ra đi thấy mong người này không nhúc nhích hắn lại bổ sung một câu hôn sự của ngươi bùi thuốc đã sớm nhắc đến với cha ta nói ông ấy để tâm một chút tác phong làm việc của cha ta Phật tổ của ta ơi." Bùi Tiếu nhảy khỏi ghế, la hét. "Hoàng Kỳ, Hoàng Kỳ, chuẩn bị ngựa. Ra, hồi phủ sao? Hồi phủ cái gì, hồi nha môn, ta phải viết thư bảo bọn họ hành động nhanh hơn." Bùi Tiếu vừa đi ra ngoài, vừa khoát khoát tay nói. "Ngũ Thập, đêm nay ta không ở bên ngươi nữa, ngươi chăn đơn gối trước một mình đừng khó ngủ đó." Đi chưa được mấy bước thì đã bị níu lại. Hắn quay đầu, khó hiểu. "Ngươi níu lấy ta làm gì?" Ánh mắt Tạ Chi Phi rũ xuống. "Bùi Minh Đình, ta nhắc ngươi một lần nữa, vụ án Trịnh gia ngươi phải âm thầm tra, việc này là chính miệng ngươi đồng ý đó." "Để đó đi đã, hiện của quý gia mới kết thúc ba bốn ngày, mông cậu ta vẫn còn chảy máu, dù sao cũng phải để ta thở một hơi đã chứ." Bùi Tiếu U oán chừng hắn một cái. "Mau buông tay, đừng làm lỡ chung thân đại sự của tiểu Bùi gia." Tạ Chi Phi nhếch môi cười, để lộ ra hàm răng trắng tinh hai ngày sau còn chưa bắt đầu thì cẩn thận ta giết chết ngươi. Không được, vậy thì bà đồng nhà ta phải ở quá mất. Bùi tiếu vỗ vỗ vai hắn. Huynh đệ, mạng của ta bây giờ quý lắm đó, ngươi không thể tùy tiện xuống tay đâu. Tạ chi phi, có thể giết hắn ngay bây giờ luôn không? mươi 197, Mỹ Nam. Trong tĩnh tư cư, đông xương phòng, yến tâm hợp chờ mình. Không ngủ được à? Lý bắt ngôn gối đầu lên cánh tay, Nhìn đỉnh màn. Là vì Đỗ Y Vân hay là vì Tạ Tam gia? Đều không phải. Yến Tam hợp đang suy nghĩ làm sao điều tra chuyện của ta. Nàng vừa nói như vậy, Lý Bất Ngôn cũng không buồn ngủ nữa. Sớm chiều ở chung ba tháng, Tạ Chi Phi và Bùi Minh Đình đều là người thông minh, nhất là người trước, nhìn như là một công tử bột phong lưu, thực tế trong lòng rất sâu. Không có một lý do thoái thác tốt đối với Yến Tam Hợp mà nói thì chính là dẫn phiền toái vào thân. Thật sự không ổn thì đẩy qua cho ta. Cô nói. Không ổn. Yến Tam Hợp nói. Tam gia chỉ hỏi mấy câu thôi ngươi sẽ lộ tẩy. Đúng thế. Đầu óc hắn thế nào, đầu óc ta ra sao chứ? Lý bất ngôn. Ăn ngay nói thật thì sao? Yến Tam Hợp lắc đầu. Chuyện cần giải thích quá nhiều, càng không ổn. Vậy thì đau đầu rồi. Lý bất ngôn thở dài vừa muốn nói tiếp, thì đột nhiên cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống giường, nhảy qua đẩy mạnh cửa sổ ra. Tạ Chi Phi mới từ đầu tường nhảy xuống, vững vàng đứng xuống. Bốn mắt nhìn nhau, hắn vô liêm sỉ nở một nụ cười đào hoa. Ừ, tìm chủ tử nhà ngươi có chút việc, ta nói nè tam gia. Lý bất ngôn tức đến bật cười. Đêm hôm khuya khoát, ngươi cứ phải trèo tường vào như mèo vậy hả? không phải ngươi đẹp thì muốn làm gì thì làm đâu. ỉ vào sắc đẹp, muốn làm gì thì làm. Tạ Tam gia thầm nghĩ, đây lại là từ hồ báo gì nữa đây? Yến Tam Hợp đi ra từ phía sau Lý Bất Ngôn, ánh mắt rết run. Chuyện gì? Nói. Tạ Chi Phi nhìn nàng chăm chăm. Trời đang mát mẻ, nàng có muốn đi dạo trong vườn với ta không? Yến Tam Hợp nghiêm mặt. Ta sợ Đỗ Y Vân và mẫu thân ngươi cầm đại đao 800 mét đuổi giết ta. Không, ta cam đoan với Bồ Tát. Khóe miệng Tạ Chi Phi thoáng kéo căng. "Còn nữa, chuyện hôm nay, ta thay nương ta xin lỗi ngươi, ngươi đừng so đo với bà, cứ so đo với ta, ta tùy ngươi so đo thế nào." Yến Tam Hợp xem thường liếc hắn một cái. "So đo với ngươi? Tên cặn bã nhà ngươi xứng sao?" Thấy mặt cô thờ ơ, Tạ Chi Phi tiến lên một bước, nói rất nhẹ. "Yến Tam Hợp, ngươi có muốn biết thái độ của ta đối với Đỗ Y Vân là gì không?" Muốn biết thì đi theo ta." Yến Tâm nghiến răng, "Ta không có hứng thú với thái độ của ngươi, nếu ngươi tới vì vụ án Trịnh gia thì" Yến Tâm hợp, "có muốn biết vì sao ta đoàn mệnh không?" Hắn cười đến xấu xa, "Muốn thì đi theo ta." Yến Tâm hợp lại nghiến răng, "Vẫn chưa được sao?" Tạ Chi Phi tiến lên một bước, ánh mắt thâm tình quan sát khuôn mặt cô. "Yến Tâm hợp, ta vội vã muốn điều tra vụ án Trịnh gia như vậy" Cô biết là nguyên nhân không? Muốn. Đây là ý niệm đầu tiên của Yến Tam Hợp. Mỹ Nam kế. Đây là ý niệm thứ hai của Yến Tam Hợp. Đúng là khó chịu mà. Đây là ý niệm thứ ba của Yến Tam Hợp. Tam gia giống như nhìn ra được nàng đang ngoan cố chống lại điểm yếu của mình, dịu dàng hấp dẫn nói. Gió đêm mát mẻ, dù sao ngươi cũng ngủ không được, đi dạo một chút đi, nhé. Yến Tam Hợp quay đầu nhìn Lý Bất Ngôn sao hắn biết ta không ngủ được? Lý bất ngôn không nhìn Yến Tam Hợp, mà giơ ngón tay cái lên với Tam Gia. Mỹ nam kế của Tam Gia, thật sự là quá ghê gớm. Hậu hoa viên tả phủ, đình đài lầu các đều có, hoa hoa cỏ cỏ đều có, không xa xỉ, mà quý ở một chữ. Nhã, chấm. Yến Tam Hợp là người có bí mật, chưa từng đặt những cảnh trí này vào mắt, nhưng đi bên cạnh nam nhân này, nếu không nhìn cảnh thì phải nhìn hắn. Quên đi, vẫn là ngắm cảnh tự tại hơn. Ta chỉ coi Đỗ Y Vân như muội muội thôi. Tạ Chi Phi giãn lồng mày, không nói nhảm mà trực tiếp vào vấn đề chính. Tâm tư nàng đối với ta ta có biết, nhưng bởi vì quan hệ hai nhà nên không thể công khai từ chối. Chuyện này ít nhiều cũng có liên quan đến tính tình của ta. Ở chung mấy tháng, Yến Tam Hợp hiểu rất rõ tính tình của hắn. Gặp người thì chỉ lộ ba phần cười, nói chuyện làm việc để lại ba phần đường sống. Nếu có thể hòa khí thì tuyệt đối không dùng lời ác độc để nói. Ừ, chính là cái miệng ngọt lòng cay mà ngươi nói. Yến Tam hợp tặc lưỡi. Tam gia có vẻ rất hiểu bản thân nhỉ. Hắn cười cong mắt, bị ngươi nhìn thấu hết rồi. Yến Tam hợp, Yến Tam hợp. Nụ cười trên mặt Tạ Chi Phi chậm rãi biến mất, chỉ trong nháy mắt, dường như đã thay đổi đang ở tạ phủ, có một số việc không phải ngươi muốn là có thể làm, vì lấy đại cục làm trọng, dù sao cũng phải bỏ đi một ít gì đó. Có được hoàn toàn không? Không hoàn toàn. Tạ chi phi. Cho nên vừa rồi trên đường đưa đỗ y vân về, ta đã nói với nàng ta, tam gia xin lỗi nàng, tạ gia xin lỗi nàng. Hô hấp của Yến tam hợp cứng lại, khó tin nhìn hắn. Ánh mắt của tạ chi phi không chút che giấu, đáng thương. Nếu lát nữa cha muốn đánh ta, người tốt xấu gì cũng ngăn một chút nhé. Yến Tam Hợp nhìn người này, cảm thấy gọi hắn là tạ linh lung vẫn còn chưa đủ. Tạ linh lung chỉ có thể chứng tỏ hắn là người chu đáo, vẫn không đủ hình dung việc hắn lật mặt cực nhanh. Một người có thể biến ra nhiều bộ mặt như vậy sao? Hừ, hắn mới là người sướng hát võ đánh tốt nhất, đức nghệ đều giỏi. Lúc này, tạ chi phi thu ánh mắt đáng thương lại, khôi phục thành dáng vẻ không đứng đắn như trước. Về chuyện của Đỗ Y Vân, người còn muốn hỏi gì không? Ta chưa từng tò mò, người cũng hoàn toàn không cần phải nói. Vậy sao được? Tạ Chi Phi cười nói. Ta phải nói rõ mọi chuyện, người mới có thể nhìn ta thuận mắt, sau đó chúng ta mới có thể cộng tác chứ, nếu không thì ta chẳng phải là tên cặn bã trong lời ngươi rồi sao? Tên Bùi Minh Đình miệng rách. Yến Tam Hợp thầm mắng. Không đúng à, ai nói ta muốn làm cộng sự của ngươi thế này nghĩa là đã tiến vào đề tài tiếp theo tạ chi phi vươn tay kéo một chiếc lá xuống đặt dưới mỗi người cô còn nhớ đoạn lịch sử giao chiến giữa hoa quốc và tề quốc mà ta kể không ừ tam gia có nói ngươi còn nhớ rõ ta có chết cũng không tin vụ án của trịnh gia không phải do ngô quan nguyệt cha con làm không ừ tam gia phản ứng mãnh liệt ngươi còn nhớ đoạn đường từ phủ nam ninh phủ trở về ta cứ giàu dĩ không vui không Ừ, nghe bất ngôn nói, Tam gia còn chẳng thèm nói gì với Bùi Minh Đình, cần phải giải tỏa. Yến Tam hợp trong đầu chợt hiện lên cái gì, quay đầu nhìn hắn. Chẳng lẽ, đúng vậy? Tạ Chi Phi gật đầu. Ta và Trịnh gia có chút quan hệ sâu xa. Lời này thực sự làm Yến Tam hợp chấn động. Hai nhà chúng ta cách nhau gần như vậy, trường bối đều đi lại trong chốn quan trường, tuy nói một văn, một võ, nhưng trung quy vẫn có qua lại yên lặng một lát hắn lại nói con trai út của trịnh lão tướng quân có một đôi huynh muội long phượng thai ca ca tên là trịnh hoài tả muội muội tên là trịnh hoài hữu hoài tả nhỏ hơn ta ba tuổi khi còn bé chúng ta từng có duyên gặp mặt vài lần nếu như hắn còn sống hẳn là còn thân với ta hơn cả minh đình thì ra là thế yến tam hợp lặng lẽ hạ mắt xuống vốn chuyện này ta đã buông xuống nghĩ rằng chỉ là do mạng hắn không tốt thôi ai ngờ Giọng tạ chi phi lập tức khàn đi. Trên đường hồi kinh, ta chỉ cần nhắm mắt là có thể mơ thấy hoài tạ cả người đầy máu, lúc đó hắn mới 8 tuổi. Yến tam hợp. Yến tam hợp ngừng đầu nhìn hắn, sự lạnh lẽo trong giọng nói đã rút đi. Người nói đi, ta phải làm chút gì đó giúp hắn, thì mới có thể an tâm, phải không? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 198, trao đổi. Gió đêm thổi qua lá cây xào sạc nam nhân nhìn ánh đèn lờ mờ xa xa ánh mắt trở nên mềm mại cứng cũng được mềm cũng được thực ra đều không phải là móc tim bay ra những vết thương đầy máu nhưng vẫn có thể làm động lòng người câu chuyện là bịa ra nhưng giấc mơ là thật vết thương là thật sự đau đớn thấu xương cũng là thật tạ chi phi quyết định đánh cược một lần đánh cược sự mềm lòng của yến tam hợp đánh cược trái tim nàng không phải làm từ sắt thép đánh cược sự đồng tình của nàng đối với ngô thư niên đối với chu dã tạ chi phi cược chuẩn rồi yến tam hợp im lặng thật lâu trả lời hắn một tiếng ừ một tiếng ừ này phếm cho đôi lông mày khóe mắt tạ chi phi như bay lên nụ cười giống như ánh mặt trời tháng năm trong lòng hắn cực kỳ vui sướng tay nhanh hơn não đưa tay lên xoa đầu yến tam hợp lại xoa tạ chi phi Ta có đủ kiện. Chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, đều có thể đáp ứng. Ta muốn xem hồ sơ vụ án tất cả các vụ giết người ở Đại Hoa Quốc vào năm Vĩnh Hòa thứ 8. Ngươi nói gì cơ? Nụ cười cứng đờ trên mặt tạ chi phi. Nhớ kỹ, là của cả Hoa Quốc. Yến tâm hợp học bộ dáng của hắn, cười xấu xa. Không cần hỏi tại sao, muốn ta điều tra vụ án trịnh ra thì cứ làm theo lời ta, ta cho ngươi tối đa 3 tháng. Tạ chi phi nàng ta bị điên à ba tháng cả nước đại hoa yến tam hợp kiễng mũi chân duỗi dài cánh tay dùng sức xoa đầu hắn tâm ma tiếp theo đang trên đường đến tam giả ta bề bộn nhiều việc nói không chừng sẽ phải rời khỏi kinh thành nhanh thôi người nghiêm túc suy nghĩ đi yến tam hợp tại sao phải ta đã nói rồi đừng hỏi tại sao mặt yến tam hợp rất lạnh ngữ khí kiêu ngạo chuyện bà đồng ta muốn làm không phải thứ phàm phu tục tử các ngươi có thể nghĩ ra đâu. Tạ Tam gia, ngày mai trước khi mặt trời mọc, ánh mắt Yến Tam hợp tiến tới gần từng tấc một. Ngươi cho ta một câu trả lời thuyết phục, nếu không được, lời này coi như ta chưa nói, nếu được, ngày mai sẽ bắt đầu điều tra. Môi Tạ Tam gia khẽ nhúc nhích, còn muốn nói thêm câu nữa, Yến Tam hợp đã giống như con gà trống đắc thắng, ngẩng cao đầu, xoay người rời đi. Đi tới chỗ rẽ khuôn mặt Yến Tam Hợp trong nháy mắt sụp xuống. Xin lỗi, tạ chi phi, vì để cho ngươi không nghi ngờ, ta chỉ có thể kêu ngươi điều tra tất cả các án mạng trong năm thứ tám Vĩnh Hòa thôi. Vất vả cho ngươi rồi. Viện Tam Gia ở tên là Thế An Viện. Đèn hai bên xương phòng của Thế An Viện vẫn còn sáng. Đình nhất nhìn Tam Gia ngồi khô héo trong ghế thái sư, cảm giác không tốt lắm. Quả nhiên, Tam gia vừa mở miệng đã hỏi một vấn đề khó khăn. Người biết Hoa Quốc có bao nhiêu bố chính sứ ti, dưới bố chính sứ ti có bao nhiêu phủ châu huyện không? Đinh nhất lắc đầu. Người biết một huyện, một châu, một phủ một năm tổng cộng có bao nhiêu vụ án mạng không? Đinh nhất lại lắc đầu. Người có biết cách năm thứ tám Vĩnh Hòa, đã qua bao nhiêu năm rồi không? Vấn đề này Đinh nhất trả lời được. Bẩm ra, suốt 9 năm. Tốt lắm, bây giờ, Gia muốn người đi làm một việc Gia cứ nói Người nghĩ cách lấy được hết tất cả hồ sơ các vụ án Trong năm vĩnh hòa thứ 8 của Đại Hoa Quốc Từ các phủ các châu các huyện đến cho Gia Dầm Đình nhất chân mềm nhũn Trực tiếp quỳ dạp xuống đất Kêu rên Gia ơi, tiểu nhân, tiểu nhân Và phải trong vòng 3 tháng Gì cơ Ta không bị ảo giác chứ Đình nhất cảm giác lỗ tay và miệng mình như bị cái gì đó chặn lại Nghe không thấy Nói không nên lời. Gia chỉ đường cho ngươi. Tam gia. Những chỗ tay chúng ta với tới, ngươi cầm lệnh bài của gia trực tiếp đi là được, tay với không tới, thì ngươi tìm bùi minh đình. Mặt đinh nhất như đưa đám. Tìm bùi gia thì có tác dụng gì? Tam gia cười gần một tiếng. Quan lão gia, các quan thái thái đều tin thần Phật. Tin thần Phật thì là tin hòa thượng đạo sĩ. Bùi gia quản lý hòa thượng đạo sĩ, ngươi nói có tác dụng hay không? Đinh nhất nhưng bùi gia bận rộn như vậy, chưa chắc có thời gian. Tam gia vẫn thần thái. Người nói với hắn, đây cũng là chuyện mà ý trung nhân của hắn muốn làm, kêu hắn tự nghĩ đi. Xin lỗi, Minh Đình huynh đệ. Ai bảo ngươi thích yến tam hợp chứ? Bà Đồng không dễ dàng lấy về nhà như vậy đâu. Trong tĩnh tư cư, Lý Bất Ngôn không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm yến tam hợp. Trong ánh mắt giết người của nàng, cô yên lặng cúi đầu. Quên đi. Lý Bất Ngôn ra vẻ chấp nhận số mệnh, không trách người mềm lòng, chỉ trách họ Tạ có quá nhiều mánh khóe. Một hồi dùng kế mỹ nam, một hồi dùng kế làm nũng, một hồi dùng khổ nhục kế. Nhưng mà, Tam hợp, ngữ khí của Lý Bất Ngôn nặng nề, "Ngươi thật sự phải nghĩ kỹ, vụ án Trịnh gia không phải là vụ án nhỏ, ngay cả họ Tạ cũng từng nói rồi, rút dây động rừng, làm không tốt sẽ mất đầu." "Ta từng nghĩ đến rồi." Yến Tam hợp ngẩng đầu, một công tử cầm y ngọc thực còn không sợ thì ta sợ gì chứ lý bất ngôn im lặng yến tam hợp ngươi nói thật cho ta biết có phải ngươi có với họ tạ kia không yến tam hợp cả kinh ý gì nhà đầu này còn chưa thông suốt lý bất ngôn nói nói thí dụ như thấy tam gia thì vui vẻ không thấy hắn thì nhớ lại nói thí dụ như hắn ở bên bùi đại nhân thì ngươi nhìn hắn không có yến tam hợp thật sự nghe không nổi ở đâu ra nhiều ý nghĩ kỳ quái như vậy thế? Chỉ cảm thấy lúc người này xoa đầu ta, ta cảm thấy rất thoải mái. Lý bất ngôn. Chấm hỏi. Yến tam hợp. Lúc hắn bị cứng họng, cả người ta đều thấy thoải mái. Lý bất ngôn. Chấm hỏi. Không nói về hắn nữa. Yến tam hợp kéo Lý bất ngôn mùi xuống. Giúp ta sắp xếp vụ án trịnh ra đi. Bây giờ đã bắt đầu rồi sao? Hắn còn chưa trả lời ngươi mà. Hắn sẽ đồng ý thôi tại sao lại chắc chắn như vậy toàn bộ án mạng một năm của hoa quốc thì sao bởi vì yến tam hợp bình tĩnh cười hắn không có sự lựa chọn thư phòng hoàn toàn yên tĩnh tạ chi phi đứng dậy mở cửa sổ ánh trăng chiếu vào trong phòng trời đất yên tĩnh như vậy nhưng trái tim hắn lại đập rất nhanh yến tam hợp chưa bao giờ nói mấy lời vô dụng lại càng không làm chuyện vô dụng nàng muốn tất cả vụ án của năm thứ tám vĩnh hòa còn phải gấp như vậy. Không phải kỳ lạ nhất, mà chỉ có kỳ lạ hơn. Nếu như không đoán sai, chuyện này có liên quan đến thân thế của Yến Tam Hợp. Những suy nghĩ lung tung hiện ra trong đầu tạ chi phi, cuối cùng hóa thành một câu, đây là chuyện tốt. Đúng lúc này, tạ nhi lập bước tới trong ánh trăng. Tạ chi phi thấy là hắn, gương mặt tuấn tú sụp xuống trong nháy mắt. Đại ca, đêm hôm khuya khoát sao huynh lại tới đây. Tạ Nhi lập tức đi vào thư phòng, ánh mắt lập tức trở nên bén nhọn. Tạ Chi Phi đi tới, "Đại ca sao nghiêm mặt như thế, ngươi quỳ xuống cho ta." Chương 199, tâm bệnh. Tạ Chi Phi không nói hai lời, cong chân, ngoan ngoãn quỳ xuống. Huynh trưởng như phụ thân. Đối với Tạ Chi Phi mà nói, huynh trưởng Tạ Nhi lập này mặc dù chỉ là nửa đường có được, nhưng còn nghiêm khắc và có trách nhiệm hơn cả phụ thân thực sự của hắn sự ngu xuẩn của mẫu thân đến lão phu nhân cũng thừa nhận vì tránh cho con cái trưởng thành ở trong tay bà nên từ khi đại ca năm tuổi vỡ lòng phụ thân đã mang hắn theo bên người tự dạy dỗ đại tỷ thì giao cho lão phu nhân đến phiên tam gia trọng trách dạy dỗ hắn bèn rơi vào trên đầu tạ nhi lập tạ nhi lập không hề cưng chiều vị huynh đệ bệnh tật này nên đánh vẫn đánh nên mắng vẫn mắng thà rằng mắng xong rồi tự mình đóng cửa hối hận cũng tuyệt đối không nương tay tạ chi phi mãi mãi nhớ rõ cái tháng đầu tiên khi hồn mình vừa rơi xuống vào mỗi đêm khuya đại ca luôn lén lút đến ghé vào trước giường hắn rồi canh bên cạnh cả đêm hoài tả đã chết nhưng cuộc đời tam gia còn dài hắn nghĩ mình phải sống thật tốt thay hắn cho dù là vì người đang nằm sấp trước giường này thôi cũng đáng Tạ Chi Phi, chuyện của Đỗ Y Vân, người có gì muốn nói không? Gọi cả tên lẫn họ, chứng tỏ đại ca đang thực sự rất giận. Tạ Chi Phi nghiêm túc nói: Đại ca, mía không có hai đầu mọt, luôn phải bỏ qua một đầu. Thái tử là con trưởng, là chính thống, là nơi mà vạn dân nên quy về. Bây giờ là thời gian bỏ qua ư? Không phải. Tại sao không phải? Vụ án của quý gia vừa mới kết thúc, phía hán vương sẽ không chịu từ bỏ, nhất định sẽ có hành động bỏ qua lúc này là gây thù chuốc oán cho tạ gia. Lão Tam, xem ra ngươi không có hồ đồ nhỉ, nhưng đại ca... Tạ Chi Phi ngừng đầu. Đỗ Y Vân qua mấy tháng nữa đã tròn 17, cô nương 17 tuổi là lúc bàn hôn luận gà tốt nhất, nếu hai bên đều không có ý gì thì cần gì kéo nàng vào. Tạ Nhi lập cười gần. Ngươi như vậy là lòng dạ đàn bà. Đại ca, nam nhân đấu tranh với nhau, cầm mâu cũng thế, cầm khiên cũng vậy, đều là chuyện của nam nhân đừng lôi kéo cô nương nhà người ta vào tạ chi phi hít một hơi đệ và nàng ta từng là bằng hữu chút giới hạn này ta phải nghĩ cho nàng đó là nàng cầu mà không được cam tâm tình nguyện vậy thì càng không được giọng tạ chi phi thấp xuống lãng phí cái gì cũng được nhưng tấm chân tình của con người là không thể lãng phí ngươi tạ nhi lập tức giận muốn bốc khón ngươi có biết phụ thân vì hành động này của ngươi mà mà cái gì mà gặp phải bao nhiêu rắc rối không? Tạ Chi Phi cúi đầu, không nói lời nào. Láo ta mà. Giọng Tạ Nhi lập tức trầm thấp khan. Tả ra cầm y ngọc thực cung phụ ngươi, không phải để cho ngươi tùy ý làm bậy, đừng quên phía sau ngươi còn có một đại gia đình nữa. Tạ Chi Phi há miệng, cổ họng như bị cái gì chặn lại, một chữ cũng không nói nên lời. Quỳ một canh giờ, tự phân tích xem mình sai ở chỗ nào đi. Tạ Nhi lập bỏ lại những lời này, không hề quay đầu lại phất tay áo rời đi trong thư phòng cực kỳ yên tĩnh không có một luồng gió nhưng bên tai tạ chi phi lại như có tiếng vù vù không ngừng xin lỗi đại ca tính tính của yến tam hợp đồng tình nữ tử nghiêm khắc với nam tử nếu không cắt đứt hoàn toàn với đỗ y vân thì trong lòng nàng ta chỉ là một tên phụ bạc nàng tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ để để chuyện gì cũng có thể đặt tạ ra lên đầu nhưng trong vụ án trịnh gia thì không thể thương lượng đang nghĩ ngợi thì chu thanh vội vàng đi tới ra tạ chi phi ngẩng đầu chuyện gì chu thanh ngồi xổm xuống thái tôn mời ngươi và tiểu bùi gia qua đó muộn thế này là bị bệnh ạ à? chu thanh gật gật đầu ở biệt viện chu thanh lại gật đầu tạ chi phi không nói hai lời chống vai chu thanh đứng lên đi lỡ như đại gia biết ra không quỳ đủ một canh giờ. Sợ gì, ra về quỳ bú. Trong biệt viện, Bùi Tiếu đã chờ ở cửa thứ hai, thấy Tạ Chi Phi vội vàng đến, thì cười khổ tiến lên chào hỏi. Hề hề, thật trùng hợp, lại gặp mặt rồi. Tạ Chi Phi không để ý tới sự không đứng đắn của người này. Mời Thái Y chưa? Bùi Tiếu. Cha ta mới vừa đi. Tạ Chi Phi. Đang yên đang lành sao lại bị bệnh thế? bùi tiếu chỉ vào sau lưng mình tạ chi phi nhíu mày lại bị đánh à bùi tiếu gật gật đầu nói thật không biết vị kia nghĩ như thế nào đối với ai cũng hiền lành duy chỉ có đối với con trai mình thì lại ác như thế đừng rên nữa vào xem thử đi hai người đi tới xương phòng mùi thuốc nồng nặc phả vào mặt triệu diệt thời nằm nghiêng trên mặt đất nửa người trên trần trụi nửa người dưới đắp một tấm chăn mỏng cười yếu ớt với hai người bọn họ Tạ Chi Phi đi tới, đưa tay sờ chán cậu, lại nóng đến dọa người. Sao lại bị sốt rồi? Triệu diệt thời đẩy tay hắn ra, chỉ vào một chiếc giường trúc mới đặt ở đối diện, hỏi một đằng nói một nẻo. Nói chuyện với ta đi, bị bệnh thì nghỉ ngơi đi, nói cái gì mà nói. Ngoài miệng nói như vậy, mông lại ngồi xuống, còn kéo bùi tiếu ngồi xuống. Nói với người chuyện này. Triệu diệt thời gật đầu, ý bảo hắn nói hôm nay ta đã nói rõ với đỗ y vân rồi ơ ờ, bỏ được rồi sao cái gì mà bỏ được hay không ta đâu có thích nàng nàng ta nói thế nào khóc tạ chi phi a di đà phật đều là lỗi của ta bùi tiếu nhìn triệu diệt thời cười nói ta cũng nói với ngươi một chuyện triệu diệt thời ta nhớ là ngươi có thích cô nương nào đâu bùi tiếu liếc hắn một cái không cho phép ta thích cô nương à triệu diệt thời nhìn về phía tạ chi phi hắn động lòng Xuân rồi. Tạ Chi Phi cười gần. Không phải Xuân Tâm, mà là một trái tim lẳng lơ. Lẳng cái rắm. Bùi Tiếu cười mắng. Ta cảm thấy ta và nàng ta vẫn rất có hy vọng nhé. Triệu Diệt thời tò mò. Cô nương nhà ai, mà có thể được tiểu bùi ra chúng ta chọn chúng thế? Bùi Tiếu thẹn thùng. Người cũng biết đấy, ai, thì là bà Đồng Yến đó. Đôi mắt đen nhánh của triệu diệt thời hờ hững nhìn về phía tạ chi phi. Tạ Chi Phi nhướng mày. Hoài Nhân, ngươi nói thẳng xem, hắn có hy vọng không? Triệu Diệc Thời nghiêm túc suy nghĩ một chút. Tiểu Bùi Gia, hả, đổi tên đi, sửa thành gì, Bùi Tiện. Tạ Chi Phi không nhịn được nữa, cười ha ha. Ngươi còn có mặt mũi cười à? Bùi Tiếu nhào tới, bóp cổ hắn, Tạ Chi Phi gian nan vươn một tay, dãy dụa nói. Hoài Nhân, cứu ta. Cứu ư? Bùi Đại Nhân nhe răng không thể nào, nói đi, xem tối nay người có theo ra không. tay tả tà chi phi thoáng dùng sức, bùi đại nhân bị chặn lại, không thể động đậy. Tả ngũ thập, tả ta ra, tiểu bùi ra, nếu người không có năng lực này thì đứng làm việc đó, để người có năng lực đến làm, tối nay để ra hầu hạ ngươi. Cút, cút đi đâu, cút vào trong lòng ra sao, ta nhổ. Bùi tiếu liều mạng vươn một tay. Hoài nhân, cứu ta triệu hoài nhân cười đến chảy nước mắt. đừng cãi nhau nữa. tối nay bản điện hạ mưa sương đều dính cả. sao? các người đều theo ta đi. sao? ý là ảnh sùng hết, không bỏ ai cả. ba hay bùi gì ảnh cũng chơi hết. tạ chi phi buông bùi tiếu ra, khinh thường nói. ta dáng chút vậy. bùi tiếu sửa sang lại quần áo. miến cưỡng vậy. bên ngoài phòng. thẩm trùng gật đầu với nội thị bên cạnh thái tôn nghiêm hỉ. Ý bảo hắn nhân lúc Thái Tôn đang vui vẻ, mau bưng thuốc vào đi. Nghiêm hỉ nặng nề thở dài. Đưa mắt khắp thiên hạ, người có chữa tâm bệnh của điện hạ, cũng chỉ có hai vị gia kia thôi. Chương 200, huynh đệ. Ngày hôm sau, Yến Tam hợp đang ngủ mơ mơ màng màng, chợt nghe thang viên bên ngoài kêu lên. Tam gia sao vừa sáng sớm đã tới rồi? Tiểu thư nhà ngươi đâu, dậy chưa? Còn chưa dậy, Lý bất muôn đâu? đi luyện quyền cước rồi. Nàng ta đúng là chẳng nghỉ ngày nào. Tạ Chi Phi đi tới bên cửa sổ, gõ cửa. Yến Tam Hợp, ngươi mở cửa sổ ra chút đi. Yến Tam Hợp dãy dụa vài cây mới đứng dậy khỏi giường, khoác thêm xiêm y, mở cửa sổ ra, nghiêng đầu ỉu xìu. Nói đi, câu trả lời của ngươi là gì? Hồ sơ vụ án còn hai ba ngày nữa sẽ tới. Tạ Chi Phi nhìn nàng, thấp giọng nói. Việc này không thể tiến hành trong phủ, phía sau bách dược đường có một viện tứ phương sau này hãy bàn bạc ở đó vậy là đồng ý rồi yến tam hợp nheo mắt mới phát hiện vành mắt người này xanh đen không biết đêm qua đã đi làm chuyện gì hôm nay ta đi trình phủ dò đường trước tả chi phi chợt nóng lòng nàng là người như vậy chỉ cần đồng ý rồi thì sẽ không lãng phí chốt thời gian nào thân thể hắn tiến về phía trước môi kề bên tai yến tam hợp nói ngay tại bốn con hẻm những cửa khác đều khóa không vào được góc tây bắc bên kia có một cái cửa nhỏ giấu ở dưới vòm hoa tường vi lúc hắn nói chuyện hơi nóng thổi bên tai yến tam hợp cảm thấy nhột nhột muốn tránh sáng một bên nhưng không cách nào tránh được giờ ngọ một khắc ta đợi các ngươi bên trong yến tam hợp kinh ngạc tại sao lại là buổi trưa người lúc này không cần hóa niệm giải ma ra vào ban đêm cha và đại ca ta sẽ nghi ngờ ban ngày thì sẽ không. Hơn nữa. Tạ Chi Phi cúi đầu nhìn cô một cái. Lúc này trời nóng, buổi trưa mọi người đều sẽ nghi ngơi một lát, ngõ nhỏ kia vốn ít người, thời gian đó lại càng không có người. Yến Tam Hợp hoàn toàn tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Tam gia chuẩn bị rất tốt nhỉ. Tạ Chi Phi nhếch môi. Mà người quan trọng, không dám khinh thường. Chuyện ta cần thì sao? Yên tâm, Đinh Nhất đã đi làm rồi. Môi nam nhân ở ngay phía trên mũi yến tam hợp, hơi thở đều phả lên trên mặt nàng, còn nhột hơn cả phả vào bên tai. Nếu đổi thành bất kỳ nữ tử nào, thì chắc chắn sẽ mặt đỏ tim độc. Nhưng yến tam hợp thì không, mà đánh giá hắn, còn tạ chi phi thì ngược lại có hơi chịu không nổi ánh mắt của nàng, đỏ mặt trước. Đúng lúc này, một giọng nói từ phía sau vang lên. Tam đệ tới sớm như vậy à? Tạ chi phi chậm rãi xoay người mí mắt cũng không chớp. Nhị ca cũng đâu có tới muộn. Tạ bất hoặc nhấc hộp thức ăn trong tay lên. Nghe nói hôm qua Yến cô nương ăn cơm tối không được ngon, di nương dậy sớm tự tay làm chút canh mì, bảo ta đưa tới cho Yến cô nương. Yến cô nương hôm qua ăn cơm ở đâu? Tại sao ăn không ngon? Đủ loại nguyên nhân trong đó, trong một đêm, chỉ e mọi người trong tạ phủ đều biết. Trong lòng tạ chi phi càng lạnh, nụ cười trên mặt càng xấu xa. Nhị ca, muốn ta khen di nương thế nào đây, chật chật chật, đúng là chịu khó quá. Phụ thân cũng khen người như vậy. Tạ bất hoặc tránh ánh mắt lão tam, nhìn Yến tam hợp. Yến nô nương nếm thử đi, ngon lắm. Đầy mùi thuốc súng. Yến tam hợp gật đầu. Đa tạ. Tạ bất hoặc đưa hộp thức ăn vào tay thang viên. Ăn lúc còn nóng đi, nguội quá lại bở. Nhị ra yên tâm. Nô tỳ lấy ra cho cô nương. Tạ Bất Hoặc chậm rãi đi tới trước cửa sổ. "Cô nương ban ngày rảnh rỗi, có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?" Yến Tam Hợp đang muốn từ chối, thì chợt nhớ đến điều gì. "Được." Sự kinh ngạc trong mắt Tạ Bất Hoặc không che giấu được, ánh mắt lướt qua Tạ lão tam, giọng nói mang theo ý cười. "Một canh giờ sau, ta ở cửa góc chờ cô nương." "Được." Tạ Chi Phi chợt thấy chua nhưng không giống với bùi minh đình cảm giác chua chát đối với bùi minh đình là trong sự chua chát mang theo chốt bất đắc dĩ và xem kịch vui nhưng cảm giác chua chát lúc này hắn lại cười rộ lên nhị ca bản lĩnh thật lớn ta nói hết lời rồi mà nàng chẳng chịu đi gì cả có thể là do tam đệ mời không đúng sau này ta sẽ học tập nhị ca cho tốt lúc nào cũng được dầm cửa sổ đóng lại yến tam hợp sờ sờ ra gà trên cánh tay trong mắt lộ ra nghi ngờ. Dù cho một người là đích tử, một người con thứ, nhưng dù sao trước mặt người ngoài như nàng cũng nên duy trì chút thể diện chứ. Giữa hai huynh đệ này đã từng xảy ra chuyện gì sao? Tạ phủ có bí mật, nhưng bí mật đó đều chìm dưới nước sâu. Nhưng tạ phủ lại không có bí mật, chỉ ngắn ngủi một khắc đồng hồ thôi mà chuyện Yến cô nương muốn theo nhị ra đi dạo một lát, mọi người đều đã biết hết. Trong từ ân đường, lão phu nhân đang dùng điểm tâm, sau khi nghe được tin tức này thì cười hiếp mắt, kêu hạ nhân thêm non nửa chén cháo. Tính tình đứa nhỏ kia, há có thể tùy tiện đi theo người khác, có thể thấy được lão nhị đã lọt vào mắt nàng. Chuyện tốt Mộc hương viện Liễu di nương sau khi nghe được tin tức này, bàn tay trắng như mọc vỗ vỗ tay nữ nhi tạo huyền su. Nghe di nương nói, về sau con phải thân thiết với Yến cô nương vào. Tạ Uyển Xu nhíu mày. Nhị ca thích nàng sao? Liễu Di nương chừng nàng một cái. Đừng nói lung tung, hôn nhân đại sự, há có thể tự ý quyết định. Đường Đông, chính viện. Ngô thị gần như vui vẻ bật cười ra tiếng. Chỉ cần không họa đến tam nhi của nàng, thì phối với lão nhị trong phủ cũng tốt, phối nam tử bên ngoài cũng được, nàng đều dơ hai tay tán thành chỉ là nếu lão nhị cưới một người như vậy, đời này đừng mơ tưởng vượt qua hai đứa con trai của nàng. Phương Châu Viện, Chu Thị nhìn Xuân Đào một cái, Xuân Đào vội vàng lấy ra hai tấm thép, đưa cho vú bà chạy tới báo tin. Đợi người đi rồi, Xuân Đào thấp giọng. Đại phu nhân, chẳng lẽ nhị ra thật sự, có câu châm ngôn nói rất hay. Chu Thị nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của mình trong gương đồng, ung dung nói. Mắt thấy là thật, tai nghe là giả. Theo ta thì, mắt thấy cũng chưa chắc là thật, chúng ta hãy xem tiếp đi. Trong xe ngựa, tạ đạo chi, tạ nhi lập hai người mang hai vành mắt thâm quầng, nhìn nhau. Cũng bởi vì lão tam tối qua gây rối mà cha con hai người suốt đêm không chợp mắt. Thật lâu sau, tạ đạo chi mới mở miệng nói. Chuyện đã vậy rồi, có nhiều lời cũng vô ích, chỉ có thể đi một bước xem một bước thôi. Tạ nhi lập gật gật đầu phía bên lão phu nhân và mẫu thân ngươi, để ta tự mình đi nói. Tạ đạo chi thờ dài. Lão phu nhân là người thông minh, mẫu thân ngươi. Tạ nhi lập tức dùng mình. Không hay rồi, e là bữa cơm noán các hôm qua, đã truyền đến tai phụ thân thôi. Lão đại à, thê hiền phu họa ít, tử hiếu phụ yên tâm. Tạ đạo chi một đêm không ngủ, sắc mặt xanh mét. Thực ra lão tam từ chối cũng tốt, với tình tình của đỗ gia cô nương, nếu cưới về thì e là trong nhà chẳng có ngày yên ổn. Lời này rõ ràng là đang nói đỗ ra cô nương, nhưng lại ngầm nói mẫu thân ngô thị của hắn. Tạ Nhi lập rất thông minh. Phụ thân yên tâm, có cơ hội con và lão phu nhân sẽ khuyên nhủ người. Đúng là nên khuyên nhủ một chút, phụ thê các con nói, ít ra nàng có thể nghe được một hai. Tạ Đạo Chi truyền đề tài. Đúng rồi, còn có một việc, ta muốn nghe xem cái nhìn của con phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn